Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất Hà Nội. Cũng lâu lắm rồi Ngọc Ánh mới quay trở lại video, bởi vì thời gian vừa rồi thì là khá là nhiều việc, cũng như là cái thời tiết mọi người ạ. Và hôm nay trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà được xây dựng rất là gần với lại bến xe Yên Nghĩa mọi người nha. Nó thuộc cụ thể là thuộc tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại và trục đường chính kia nó chỉ khoảng tầm 30m thôi quý vị nha. Với căn nhà này thì được thiết kế là 32,3m² và xây dựng là 4 tầng mọi người nha. Đây, như mọi người có thể nhìn thực tế, hướng nhà là hướng đông bắc và toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ đầu tư, đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Ở đây, phần mặt tiền của ngôi nhà và phần cửa chính ở đây đã được ốp đá granite rồi quý vị nha. Đó. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này, phần hoàn thiện đã xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi mọi người nha. Sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 220 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên cho quý vị nha. Và với cái căn nhà này, quý vị chỉ phải chi trả khoảng tầm 800-900 triệu tiền mặt là tối thiểu để có thể sở hữu căn nhà này. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị với những cái lãi suất ưu đãi nhất nha mọi người. Ngân hàng nếu mà hiện tại mà hỗ trợ quý vị vay với cái lãi suất thấp nhất là có bên BIDV với lãi suất chỉ 7% một năm thôi. Ngoài năng nữa, ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Như quý vị có thể nhìn thực tế, căn nhà này đã được hoàn thiện là gần như là xong 100% rồi, chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi. Chia sẻ một chút với mọi người về vị trí căn nhà này thì nó cách với lại bến xe Nghĩa khoảng tầm 1 km mọi người nha. Thực ra là 1 km thôi, rất là tiện ích. Gần như là chợ thì nó ngay bên cạnh, chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 đi lại rất là thuận tiện. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông thì nó chỉ khoảng phạm vi bán kính khoảng tầm 2,5 km thôi mọi người nha. Đi lại vô cùng thuận tiện, với trục đường Lê Văn Lương kéo dài cũng được, mà quý vị đi cái trục đường Quang Trung mà đi lên Thanh Xuân cũng được, vô cùng tiện ích. Giá chào bán 2 tỷ 220 triệu đồng. Phần phòng khách đây, như quý vị nhìn thực tế, chủ đầu tư đã làm cho mình một cái kệ tivi cũng như là cái ốp ở phần phòng khách này. Đấy, rất là đẹp, ốp PVC mọi người ạ, giả gỗ. Phần gạch lát nền thì kích thước gạch là 60-60 vân đá granite. Ngoài ra phần phòng khách thì chủ đầu tư có tặng cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic. Đồng thời ở đây phòng khách là được thiết kế toàn bộ là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện quý vị nha. Đó, với căn nhà này là căn mặt ngõ thoáng, hướng nhà đông bắc cũng rất là mát. Phần này thì nhà này thì có thể về dọn ở ngay luôn ý quý vị ạ. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng bếp. Căn nhà này rất là thoáng, phần phòng bếp ở đây có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đó. Và phần phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, được trang bị đầy đủ những cái công năng sử dụng cho mọi người, một hộ gia đình sử dụng. Đó. Xung quanh bếp thì được ốp gạch 30-60. Ở trên phần mặt bếp thì được ốp đá đen granite mọi người nha. Phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304 đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Đó. Với cái gỗ này cũng chống cong vênh mối mọt mọi người ạ. Thực ra thì cái chất liệu gỗ nó là gỗ công nghiệp thôi, nhưng mà cũng khá là bền. Với cái tông màu ở cái phần màu trắng và cái màu nâu này cũng khá là tinh tế cho cái phần phòng bếp, cho cái phần không gian phòng bếp mọi người ạ. Nó rất là thoáng. Đó, chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt xong xuôi đầy đủ rồi mọi người nha. Theo cái sổ đỏ luôn là hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng, sổ đỏ riêng biệt mọi người nha. Ở đây thì có 2 căn và đã bán 1 căn rồi, chỉ còn 1 căn này thôi quý vị ạ. Ngoài ra phần phòng tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ, đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng theo cái tầng 1 này, đầy đủ với bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng sử dụng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Nước sạch ở đây thì sử dụng nước sạch Sông Đà mọi người nha. Và điện lực thì là điện lực Hà Nội. Đây, với review rất là chân thật từ phía ở ngoài mặt tiền của ngôi nhà cho tới vào phần phòng khách, phòng bếp, thì ở đây mặt bậc của bậc cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà toàn bộ là ốp đá granite và
Cái tay vịn cầu thang như quý vị có thể nhìn thực tế, toàn bộ sử dụng ở đây là gỗ lim mọi người nha. Mọi người theo em lên khám phá trên tầng xem với cái ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhé. Và quý vị ơi, với cái căn nhà này thì ở trên phía tầng 2 chủ đầu tư thiết kế như sau. Trên tầng 2 thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng. Đó. Diện tích 32m nên là cái phòng ngủ này thiết kế rất là rộng. Nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Ba cái phòng ngủ này thì được chủ đầu tư lát toàn bộ sàn gỗ công nghiệp và có hai cửa sổ hai bên đây mọi người nha. Đó. Ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng âm trần rất là hợp lý. Đó, căn nhà vuông vắn rất là thoáng. Đây, cửa nhà vệ sinh cũng như là cửa phòng ngủ thì chủ đầu tư thiết kế một loại cửa, đó là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Với cái cửa này thì cũng rất là bền và cách âm cũng rất là tốt. Phần ở đây đó chính là phần nhà vệ sinh ở phía bên ngoài như Ngọc Ánh vừa chia sẻ cho quý vị. Thì đây là cái không gian phòng vệ sinh rất là rộng mọi người ạ. Cái phòng vệ sinh nó rất rộng luôn ý và được chủ đầu tư lát ốp toàn bộ cái gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho mình này. Có quạt hút mùi này, bồn cầu, nói chung là hệ thống thiết bị vệ sinh đáp ứng đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng trong cái tầng 2 này. Đây mọi người có thể nhìn thấy không? Rất là rộng. Cái màu gạch cũng rất là đẹp. Màu nâu nâu nhìn cũng khá là hợp lý. Đây là tầng 2 rồi, vậy tầng 3 thiết kế như thế nào? Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình để khám phá tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà nữa nhé. Quý vị ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế ở trên đây nó hơi khác một chút so với tầng 2. Đó là trên phía tầng 3 chủ đầu tư thiết kế hai phòng ngủ mọi người ạ. Đây, hai phòng ngủ đều có cửa sổ này, ống chờ, dây chờ, át chờ của từng phòng một mọi người nha. Với cái phòng ngủ này thì nó hơi nhỏ một chút. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn đáp ứng cái công năng sử dụng nếu như quý vị có con nhỏ. Đó. Và phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 này là có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người nha. Vị trí đi lại thì vô cùng thuận tiện, gần với lại trục đường ô tô, gần với lại bến xe Nghĩa, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Nó tóm lại là với cái vị trí căn nhà này thì khá là ổn so với cái phân khúc giá mọi người ạ. Đó. Sổ đỏ đầy đủ, Ngọc Ánh bán tất cả các căn nhà chia sẻ review nên đều 100% là pháp lý, đầy đủ hết mọi người nha. Đầy đủ về sổ đỏ cũng như mọi thứ. Và đây là cái phía phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đầy đủ bồn cầu ở phía bên trong này mọi người ạ. Lavabo, hệ thống sen tắm, nóng lạnh, rất là hợp lý. Đó, vậy thì còn tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Và tầng 4 của ngôi nhà, bước chân lên trên phía tầng 4 đây mọi người, ánh sáng ngập trời luôn. Bởi vì sao ạ? Ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Đồng thời với cái căn nhà này thì trên phía tầng 4 chủ đầu tư thiết kế ở đây là cái khu vực một cái phòng thờ mọi người ạ. Nhỏ nhắn, xinh xắn, thoáng vô cùng luôn. Cửa sổ tứ phía luôn mọi người nha. Đó. Và phần còn lại là sân phơi rộng rãi cho mọi người có thể nhìn thực tế. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đó. Đây là cầu thang đi lên ở phía trên tum mọi người ạ. Ở trên đấy là đã lắp đặt sẵn bồn nước một khối cho mình rồi. Và ở phía dưới tầng 1 là có bể ngầm 2 khối 8. Máy bơm nước tự động bơm lên trên bể nước mọi người nha. Và Ngọc Ánh đã review rất cụ thể về cái căn nhà này. Vị trí là thuộc Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 220 triệu đồng, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị những cái căn nhà trong phân khúc tốt nhất tính tại thời điểm này ở trong cái quỹ căn nhà mà Ngọc Ánh đang chào bán tới khách hàng. Thì hiện tại Ngọc Ánh đang có một cái căn nhà thấp nhất, đó là một căn nhà cấp 4 tại tổ 14 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, với giá chào bán 1 tỷ 280 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ mọi người nha. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về bất động sản các khu vực khác, vui lòng call ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhá. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút
like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.